Thời gian qua, ngành du lịch Quảng Trị đã thu hút được khá nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, triển khai dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 6.500 tỷ đồng, góp phần phát triển cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo nên diện mạo mới, khởi sắc cho ngành du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế, từ các điểm đến cho đến hệ thống ẩm thực đa dạng, đặc sắc và cả nền tảng du lịch tâm linh vốn đã trở thành lợi thế của địa phương, nhưng để biến lợi thế này thành cơ hội phát triển thì vẫn còn những điểm hạn chế phải được khắc phục. Quản trị phải có một cái là nhắm đến cái tài nguyên của mình mà làm, chứ đừng có làm dùm cho cái đơn vị khác. Ví dụ như là cũng con gà, nhưng mà gà cùa là rất là nổi tiếng. Rồi thậm chí như là những cái món địa phương là mình đưa lên thì du khách chúng tôi là bản chất các ông những người lưu lạc chuyên nghiệp cứ đi tìm những cái lạ lạ đó, đi tìm cái rất là bản địa đó, chúng tôi đi tìm. Chứ còn nếu mà đến Quảng Trị rồi mà cũng ăn giống như những nơi khác, ví dụ mực ống đâu là không có, nhưng mà mực ống cứ việc cái là khác liền, nó khác ngay. Thì chúng tôi cảm giác là đến một vùng đất có nhiều cái mới để chúng tôi khám phá. Ví dụ như sông nhiều lắm, sông Thạch Hãn vô cùng nổi tiếng, sông Hiếu vô cùng nổi tiếng, nhưng mà dòm với sông không thấy đò. Đó là cái mà gọi là tài nguyên phung phí đó. Giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân toàn tỉnh đạt 7% một năm, trong đó khách quốc tế đạt 3,25% một năm, khách nội địa đạt 9% một năm. Ngành du lịch cũng đã tạo công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, để du lịch thực sự là ngành kinh tế động lực như nghị quyết của tỉnh đã đề ra, thời gian tới cần có kế hoạch thu hút đầu tư phát triển một số dự án lớn, hình thành cả khu nghỉ dưỡng, dịch vụ, vui chơi giải trí, tạo điểm nhấn phát triển du lịch, triển khai các chương trình kích cầu du lịch và liên kết hợp tác, xác định hướng đột phá vào sản phẩm có thế mạnh như di tích lịch sử chiến tranh cách mạng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch biển đảo. Hiện tại thì ngành cũng đang nỗ lực để tham mưu Ủy ban nhân tỉnh. Thứ nhất là tổ chức cho khách thăm viếng các nghĩa trang, di tích Hiền Lương, viếng nghĩa trang thành cổ Quảng Trị vào ban đêm. Thứ hai này cũng đang triển khai cái đề án phố đi bộ đêm tại cái trung tâm văn hóa của tỉnh. Thì cũng là hy vọng là có cái thêm một cái dịch vụ để cho khách du lịch trải nghiệm về đêm. Thứ hai nữa là cùng chỉ đạo các cái bãi tắm và dịch vụ thì tăng cường cái hệ thống đèn chiếu sáng và kéo dài cái thời gian phục vụ để chúng ta tăng thêm cái thời gian mà khách có thể là lưu lại ban đêm ở Quảng Trị. Là vùng đất có hệ thống cả di tích lịch sử chiến tranh cách mạng đồ sộ phong phú, các địa điểm du lịch tâm linh, Quảng Trị đang có những đổi thay đầy ấn tượng trong lòng du khách. Những thay đổi đó dù mới chỉ là bước đầu nhưng cũng đã có phần xứng đáng cho định hướng phát triển du lịch Quảng Trị trong tương lai. Mong rằng các sản phẩm, dịch vụ du lịch sẽ ngày càng được nâng cấp, đa dạng hóa để thu hút du khách, nâng tầm hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.